Xin chào tất cả các em. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học bài hình học đầu tiên của chương trình lớp 8, bài tứ giác. Mỗi một tam giác thì có tổng các góc bằng 180 độ. Thế thì tứ giác thì sao nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Một nhỏ định nghĩa. Các em hãy quan sát ba hình vẽ trên bảng, hình A, hình B, hình C. Cả ba hình này đều vẽ tứ giác ABCD. Vậy thế nào là tứ giác ABCD? Tứ giác ABCD là hình gồm 4 đoạn thẳng AB, BC, CD, DA. Trong đó, bất kỳ hai đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng. Chúng ta quan sát hình A. 4 cái đoạn AB, BC, CD, DA được gọi là 4 cạnh của tứ giác. Các cái điểm A, B, C, D gọi là bốn đỉnh của tứ giác. Và bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em cách đọc tên của tứ giác nhé. Các em đọc tên tứ giác là A, B, C, D. Hay các em đọc tên tứ giác là A, D, C, B. Hay chúng ta còn đọc tứ giác B, C, D, A. Nghĩa là sao các em? Có nghĩa rằng là từ điểm B, các em đọc theo một cái vòng qua phải hoặc là qua trái đều được hết. Chúng ta đọc từ B qua phải nha. B, C, D, A. Còn nếu chúng ta đọc một cái vòng qua bên trái thì chúng ta sẽ đọc tứ giác B, A, D, C. Tương tự cho hình B và hình C. Và các em hãy quan tâm đến hình A cho cô. Tứ giác ABCD ở hình A gọi là tứ giác lồi. Vậy thế nào là tứ giác lồi? Tứ giác lồi là tứ giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng, có bờ là đường thẳng chứ bất kỳ cạnh nào của tứ giác. Và chúng ta chú ý cho cô, từ nay khi nói đến tứ giác mà không chú thích gì thêm, ta hiểu đó là tứ giác lồi. Chúng ta cùng làm chấm hỏi 2. Quan sát tứ giác ABCD rồi điền vào chỗ trống. Bây giờ cho em nhìn cái hình bên trái của các bảng ha. Chúng ta cùng điền với nhau nha. Hai đỉnh kề nhau, A và B. Vậy chúng ta điền vào gì nữa nào các em? Chính là B và C, C và D, D và A. Hai đỉnh đối nhau, A và C. Như vậy còn hai đỉnh nào đối nhau nữa không em? Chính là B và D. Đường chéo. Đường chéo được hiểu là đoạn thẳng nối hai đỉnh đối nhau. Như vậy chúng ta có A và C là hai đỉnh đối nhau. Như thế ta có đường chéo AC. Tương tự, B và D là hai đỉnh đối nhau. Ta có đường chéo thứ nhì là BD. Hai cạnh kề nhau, AB, BC. Như thế thì chúng ta điền tiếp tục được không các em? BC, CD. CD, DA, DA, AB. Hai cạnh đối nhau, AB và CD. Vậy còn cặp cạnh nào đối nhau nữa không em? Chính là AD và BC. Có mấy góc nào? Tứ giác có mấy góc? 4 góc phải không? Vậy là góc A, góc B, góc C, góc D. Hai góc đối nhau là góc A và góc C. Như vậy chúng ta còn cặp góc đối nhau nữa chính là B và D. Điểm nằm trong tứ giác. Em hãy nhìn trong tứ giác có điểm nào nè. M và P. Điểm nằm ngoài tứ giác chính là N và Q. Chúng ta vào phần 2 nhỏ. Tổng các góc của một tứ giác. Chúng ta có định lý như sau. Tổng các góc của một tứ giác bằng 360 độ. Chúng ta cùng vẽ hình và viết giả thiết kết luận cho định lý này. Cô có tứ giác ABCD. Vậy thì ở định lý này giả thiết là gì các em? Tứ giác ABCD. Và chúng ta kết luận 4 góc của tứ giác cộng lại bằng 360 độ. Tức là góc A cộng góc B cộng góc C cộng góc D bằng 360 độ.
Chúng ta cùng làm bài 1 sách giáo khoa trang 66, tìm x. Các em hãy nhìn cái hình bên góc phải của bảng. Đây là hình 5A. Chúng ta có tứ giác ABCD với số đo lần lượt như sau. Góc A bằng 110 độ, góc B bằng 120 độ, góc C 80 độ và chúng ta tìm số đo góc D, tức là tìm x. Như vậy ở đây chúng ta tính số đo của một góc trong tứ giác. Chúng ta nghĩ đến kiến thức nào? Chúng ta vừa học xong chính là tổng các góc trong một tứ giác, phải không các em? Thế thì chúng ta xét tứ giác ABCD, ta có góc A cộng góc B cộng góc C cộng góc D bằng 360 độ. Lý do là gì? Tổng các góc trong một tứ giác bằng 360 độ. Và bước thứ nhì rất quen thuộc với chúng ta thế các số đo tương ứng vào. Góc A ta thế bằng 110 độ, góc B bằng 120 độ, góc C bằng 80 độ và góc D có giá trị là x. Tổng này bằng 360 độ. Từ đây chúng ta tìm x thôi. X bằng 360 độ trừ 110 độ trừ 120 độ trừ 80 độ và x bằng 50 độ. Như vậy chúng ta đã xong bài 1 câu A. Chúng ta tiếp tục bài 1 sách giáo khoa trang 66, vẫn là tìm x. Chúng ta nhìn hình 6A, chúng ta có tứ giác BQRS với các số đo như sau. Góc P và góc Q là x. Góc R 95 độ, góc S 65 độ. Thế thì ở đây chúng ta tính số đo của góc trong tứ giác, chúng ta vẫn nghĩ đến kiến thức. Tổng 4 góc trong một tứ giác bằng 360 độ. Như vậy xét tứ giác QPHR ta có góc Q cộng góc P cộng góc S cộng góc R bằng 360 độ. Lý do của chúng ta là tổng 4 góc của một tứ giác bằng 360 độ. Rất quen thuộc, chúng ta thế số đo của các góc vào. Như vậy góc Q ta thế là x nè, góc P ta thế là x nè, góc S là 65 độ nè, góc R 95 độ nè. Và cái tổng này bằng 360 độ. Bây giờ chúng ta thu gọn lại nha. X này được hiểu là 1x. Thế thì ở đây vế trái chúng ta lưu ý cho cô, 1x cộng 1x bằng 2x bằng 360 độ trừ 65 độ trừ 95 độ. Ta thu gọn lại ở vế phải, 360 độ trừ 65 độ trừ 95 độ bằng 200 độ. Vế trái ta đưa xuống, vậy là 2x bằng 200 độ. Ta tính ra được x bằng 200 độ chia 2 bằng 100 độ. Như vậy, góc P và góc Q đều bằng 100 độ. Chúng ta dừng bài số 1 ở đây. Sau đây là phần bài tập về nhà của các em. Bài số 1 trang 66. Tại lớp, cô đã hướng dẫn hình 5A và hình 6A. Do đó về nhà các em làm phần còn lại, tức là hình 5B, C, D và hình 6B. Bài tập số 2 trang 66 và bài tập số 3 trang 67. Cô dừng phần hướng dẫn bài học tại đây các em nhé. Xin chào các em.